Hello, hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách trồng ngò gai cho các bạn. Mình ngò gai thì cái rễ nó không có ăn sâu lắm. Các bạn dùng phân nào cũng được nhưng mà xốp xốp chút xíu. Đây mình nếu mà các bạn nào ở Mỹ thì mua vô lô Home Depot nó có những cái bao này nha các bạn. Bao phân này. Shopping mix nha các bạn. Ok. Bây giờ mình bỏ vào. Mình cũng không có cần phân nhiều lắm nha các bạn. Mình kiếm cái khay cỡ này nó cạn cạn được rồi. Đây mình làm đều ra nha các bạn. Sau khi mình băm nó đều ra giờ mình tưới nước cho nó thấm nha các bạn. Mình tưới đều cho nó thấm hết. Đây là những cây ngò gai nha các bạn. Cái rễ nó không có sâu. Cái rễ nó cạn lắm các bạn, không có cần trồng đất nhiều đâu các bạn. Giờ ta mua những cái lỗ sẵn để mình đưa mấy cái cây này xuống nha các bạn, cây cho nó đấy. Các bạn cứ để vô thôi. Đơn giản lắm các bạn, tại vì cái này nó không có giờ các bạn, khi mà các bạn đã trồng những cái cây này xuống rồi thì các bạn chỉ cần tưới nước thôi bạn, tưới cho cái rễ nó thấm là được rồi bạn. Các bạn nên nhớ là khi mình trồng á, mình không có để ngoài nắng quá nha các bạn, mình chỉ trồng ở trong nửa mát nửa nắng ở trong mái hiên nha mọi người, để cho cái cây ngò gai này nó lên nhanh các bạn. Nếu mà mình để ngoài nắng mà nắng quá đó, thứ nhất cái cây nó không có lên. Thứ hai nữa là khi nó lên cái lá nó rất là cứng, các bạn ăn không có ngon nha các bạn. Rồi. Ok, vậy là xong rồi các bạn. Đó. Đơn giản thôi, không có gì khó các bạn. Ngò gai rất là dễ trồng. Các bạn ôm cây con cũng dễ nữa các bạn. Chỉ giải rồi một lúc đất nhỏ nhẹ trên mặt của nó thôi rồi để nó 1-2 tuần là nó sẽ lên cây con nha các bạn. Ok, cảm ơn bạn đã xem video của mình.